giải mã nước cờ thần của tướng Hoàng Minh Thảo trên mặt trận Tây Nguyên, khiến Việt Nam Cộng Hòa rối như tơ vò. Mưu sinh ra kế, thế đẻ ra thời, đánh bằng mưu kế, thắng bằng thời thế. Quý vị và các bạn thân mến, đó chính là nguyên lý đánh giặc của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo. Chiến thắng Buôn Ma Thuột là kết quả thắng lợi vượt trội của trận đánh then chốt quyết định mở đầu chiến dịch Tây Nguyên trong chiến cuộc mùa xuân năm 1975. Vậy, vị tướng tài ba này đã áp dụng nguyên lý đánh giặc của mình như thế nào? Mời các bạn cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu qua video ngay sau đây. Đôi nét về Thượng tướng Hoàng Minh Thảo. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, tên thật là Tạ Thái An, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1921 tại Kim Thi, nay là tỉnh Hưng Yên. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ông phải ra vùng Hòn Gai, Quảng Ninh làm nghề thợ may, và vùng đất mỏ là nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Đầu năm 1930, các đồng chí Quốc dân Đảng tại Quảng Ninh của cha ông bị đàn áp, bắt bớ nhiều. Cha ông đành phải bỏ Hòn Gai để đến Lạng Sơn tá túc, còn ông phải theo mẹ về quê. Để nuôi con, mẹ ông hàng ngày cứ sớm tinh mơ là quẩy quang gánh đến các vườn rau, mua cất rồi đem đi các chợ bán vất vả, toàn lo kiếm miếng cơm. Được vài năm, khi cha ông đã ổn định, ông lên Thất Khê sống với cha và được đi học lại. 10 tuổi, ông mới chính thức đi học lại lớp 1. Sau khi hoàn thành lớp nhất, tương đương với lớp 5 hiện nay, ông được cha gửi xuống Hà Nội ở nhờ một người quen ở số 29 Hàng Bồ để học tiếp trung học trường Thăng Long. Cũng trong quãng thời gian này, trong những lần về Lạng Sơn nghỉ hè, ông giác ngộ cách mạng qua những đợt tham gia buổi tuyên truyền của Đảng. Năm 1937, ông được xếp vào danh sách cảm tình Đảng tại cơ sở Đảng ở Lạng Sơn và tham gia Đoàn Thanh niên Dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức. Hồi đó, ông lấy bí danh hoạt động là Tạ Quang, còn cái tên Hoàng Minh Thảo thì phải mãi đến năm 1945 mới ra đời và gắn bó với ông từ đó cho đến nay. Ở cương vị nào, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Tướng Hoàng Minh Thảo và câu chuyện nước cờ thần tình. Nhìn lại bối cảnh lịch sử lúc đó, từ sau khi ký kết Hiệp định Paris năm 1972, quân Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Còn lại ở miền Nam là lực lượng của ta và Ngụy hình thành thế gia báo đan xen vào nhau. Tuy nhiên, thế và lực của ta có phần đang lên. Ngày 30 tháng 9 năm 1974, Bộ Chính trị họp hội nghị đề ra phương hướng chiến lược đấu tranh trong 2 năm 1975-1976 là Tây Nguyên, mà trọng điểm là Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị mở rộng để thông qua quyết tâm lần cuối. Giữa lúc đó, tin chiến thắng Phước Long ngày 6 tháng 1 năm 1975 đến làm nức lòng hội nghị, củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975. Trong một lần triệu tập, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, lúc đó là Trung tướng Tư lệnh B3, ra Hà Nội tham khảo ý kiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu câu hỏi: nếu đánh Tây Nguyên thì đánh ở đâu trước? Tướng Hoàng Minh Thảo trả lời: đánh Tây Nguyên thì đánh vào Buôn Ma Thuột trước, vì Buôn Ma Thuột là thị xã lớn nhất, là hậu cứ của địch, là nơi địch yếu mà là hiểm yếu. Buôn Ma Thuột là địa bàn chiến lược cơ động, từ đây ta có thể phát triển theo ba hướng: đánh lên Bắc Tây Nguyên, xuống đồng bằng ven biển, vào miền Đông Nam Bộ, cắt chiến trường miền Nam ra làm đôi. Sau này, ý kiến của tướng Hoàng Minh Thảo được Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đồng tình chấp nhận. Quyết tâm của Bộ Chính trị được cụ thể hóa bằng việc mở chiến dịch cho Nam Tây Nguyên. Trọng trách này được giao cho tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên làm chỉ huy trưởng trận đánh then chốt mở màn vào thị xã Buôn Ma Thuột. Bộ Tư lệnh chiến dịch do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 5 sư đoàn 10, 320, 316, 3, 968 và 4 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn đặc công, 2 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn tăng thiết giáp, 3 trung đoàn pháo phòng không. Tướng Hoàng Minh Thảo đã đề ra mưu kế và thế trận như sau: bố trí sư đoàn 968 và sư đoàn 3 sao vàng, quân khu 5 ở phía bắc đường 19 để đối phó với lực lượng chủ yếu của địch ở Pleiku, Kon Tum. Sư đoàn 320 sẽ xuống phía nam đường 19 ém quân làm lực lượng dự bị và cùng với trung đoàn 95A để đánh cắt đường 19 và 14. Sư đoàn 10 sẽ xuống phía nam Tây Nguyên, đưa sư đoàn 316 và trung đoàn 95B bố trí dọc bờ tây sông Serepok sẽ tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột.
Mưu kế này nhằm tạo ra một thế trận liên hoàn của ta là ghim giữ lực lượng chủ yếu của địch ở phía Tây Nguyên, đánh chia cắt đường giao thông 19, 14 và 21, ngăn không cho địch tiếp ứng từ bên ngoài vào và từ phía Bắc tiếp viện ứng cứu cho Nam Tây Nguyên, để rồi sau đó tập trung lực lượng đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Trong khi lập thế trận, một mưu kế rất hay, binh pháp gọi là kế ve sầu thoát xác. Đó là khi ta bí mật cho thế chỗ sư đoàn 10 và sư đoàn 320 bằng sư đoàn 968, thì các sư đoàn chuyển quân được lệnh để lại toàn bộ mạng lưới thông tin vô tuyến điện. Các đài này vẫn duy trì phát sóng đúng giờ, nhưng bằng những tin giả. Tình báo của địch yên tâm rằng các sư đoàn này vẫn ở vị trí cũ, khiến cho viên tướng Mỹ Charles Timet phải thốt lên. Bằng biện pháp nghi binh qua làn sóng điện, Việt Cộng đã thành công trong kế hoạch giam chân một bộ phận chủ yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân đoàn 2 ở Pleiku và Kon Tum. Mưu sinh ra kế, thế đẻ ra thời. Mưu kế của tướng Hoàng Minh Thảo nhằm nghi binh thu hút ghìm địch ở đầu mạnh, chia cắt đường giao thông để tiến công ở đầu yếu, nơi địch sơ hở. Mưu kế đó đã được thực hiện bằng thế trận như sau. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 1975, tướng Hoàng Minh Thảo ra lệnh cho sư đoàn 968 nổ súng đánh nghi binh, pháo kích vào Pleiku, tổ chức các trận đánh đột phá lần lượt. Đánh thật, mà là thật giả. Mưu kế này binh pháp gọi là Dương Đông kích Tây và một số hoạt động nghi binh khác, làm cho địch lúng túng bị động. Trong lúc sư đoàn 320 của ta đang bố trí lực lượng, địch tung trung đoàn 45 đi lùng sục, ông lại cho phái đi một bức điện giả. Địch đã bị lừa, cho rằng ta sẽ đánh Buôn Ma Thuột nên sẽ đưa trung đoàn 45 xuống phía Nam. Sau khi nhận được bức điện này, tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng 3 chiến thuật của Ngụy, hoài nghi, lệnh cho rút trung đoàn này về Pleiku và từ bỏ ý định đưa sư đoàn 23 địch trở lại Buôn Ma Thuột. Vậy là ông đã thành công trong kế điều địch. Đó là thời cơ để đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 3, trung đoàn 95A bắt đầu nổ súng đánh cắt đường 19. Ngày 5 tháng 3, trung đoàn 25 của ta cắt đứt đường 21. Ngày 6 đến 8 tháng 3, sư đoàn 320 tiến công các cứ điểm của địch dọc đường 14 và cắt đứt con đường này nối liền giữa Nam Bắc Tây Nguyên. Đến ngày 9 tháng 3, sư đoàn 10 nổ súng tiến công Đức Lập ở phía Nam, thị xã Buôn Ma Thuột hoàn toàn bị cô lập. Chiều ngày 9 tháng 3, từ những vị trí tập kết cách thị xã gần 25 km, 12 trung đoàn bộ binh, xe tăng và các binh chủng chia thành 5 mũi tiến về Buôn Ma Thuột. Vào thời điểm này, có những hành động nghi binh lừa địch rất sinh động được sử dụng, như cho cưa sẵn 2/3 gốc cây trước trên đường xe tăng đã đi qua, đồng thời cho xe ủi đất của công trường nổ máy mạnh mẽ nhằm che mắt, lừa tai địch khi ta cho xe tăng cơ động đến điểm xuất phát tiến công và mở các bến ngầm qua sâm Serepok. Mọi hoạt động chuẩn bị chiến trường được giữ bí mật, nghi binh và tạo thế đã diễn ra theo đúng ý định. Đúng 2 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân ta bắt đầu nổ súng tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Các đơn vị của sư đoàn 316 cùng với xe tăng tiến công trên 3 hướng Bắc, Đông, Nam, lấy hướng Bắc làm hướng chủ yếu. Một đơn vị của sư đoàn 10 cùng với trung đoàn 95B từ hướng Tây đánh thẳng vào hậu cứ của sư đoàn 23 Ngụy. Trung đoàn đặc công 198 luồn sâu, lót sẵn đánh chiếm sân bay Hòa Bình, kho Mai Hắc Đế. Địch hoàn toàn bị bất ngờ, điên cuồng chống trả. Chúng gọi máy bay ném bom bắn phá quyết liệt. Nhưng trước sức tiến công mạnh mẽ của các mũi tiến công, xe tăng và súng pháo, ngày 11 tháng 3, trận công kích cuối cùng vào hậu cứ sư đoàn 23 đã giành được thắng lợi, kết thúc đòn đột phá quyết định thứ nhất. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, địch huy động máy bay trực thăng lần lượt ném hai trung đoàn 44 và 45 của sư đoàn 23 xuống phía đông thị xã, hòng phản kích đánh chiếm lại những điểm đã mất và thị xã Buôn Ma Thuột. Khi đổ quân, địch đã rơi vào những khu vực đón lõng như dự kiến. Ông lại thành công trong kế điều địch. Tướng Hoàng Minh Thảo còn linh hoạt sử dụng sư đoàn 10, đánh Đức Lập xong thì ra lệnh chuyển về làm dự bị, đã đánh bại phản đột kích của sư đoàn 23 Ngụy, làm nên chiến thắng trong trận then chốt thứ hai. Cả hai trận này đã tạo nên trận then chốt quyết định là giải phóng Buôn Ma Thuột một cách chắc chắn. Trận đánh Buôn Ma Thuột, trận then chốt quyết định đã giành được chiến thắng. Do các thủ đoạn tác chiến của địch đã bị đánh bại ở Tây Nguyên, ngay cả hai sư đoàn cơ động dự bị chiến lược cũng bị bó tay không ứng cứu kịp, đã tạo ra đột biến về chiến tranh. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu đành ra lệnh rút bỏ Tây Nguyên, co cụm với ven biển miền Nam Trung Bộ, Pleiku, Kon Tum không đánh mà thắng. Nhận được tin từ Bộ Chỉ huy Tiền Phương là địch có dấu hiệu rút chạy, ông lệnh cho sư đoàn 320 đang đánh địch trên đường 19
cùng với các đơn vị xe tăng, pháo binh chuyển sang đánh địch rút chạy trên đường số 7, truy kích quân địch ở Cherel, cuối cùng đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch đến tận bờ biển Tuy Hòa. Còn sư đoàn 10 của ta, sau khi đánh bại phản kích sư đoàn 23 của Ngụy quân, thì tiếp tục tiến công trên đường 21, được phối thuộc một số đơn vị và xe tăng, đánh tan phản kích của lữ đoàn Dù 3 là lực lượng dự bị chiến lược của địch, hòng ngăn chặn bước tiến quân của ta xuống đồng bằng. Quả đấm thép đã đánh trúng yếu điểm của địch ở thị xã Buôn Ma Thuột, xóa sổ sư đoàn 23, đập tan đoàn quân rút chạy và đánh tan cuộc phản kích cấp chiến lược của địch, giải phóng Kon Tum, Pleiku. Quả đấm thép làm nên chiến thắng Buôn Ma Thuột, làm rung động chiến trường Tây Nguyên, rung động chiến trường toàn miền Nam. Bị đòn điểm huyệt, choáng váng ở Buôn Ma Thuột, địch từ chỗ chủ quan, tham lam, ngoan cố, bỗng đột ngột bị một đòn quá nặng, đi tới chỗ mất phương hướng, bi quan, chán nản. Tâm lý thất bại như một phản ứng dây chuyền bao trùm lên quân địch. Thời cơ đến, Bộ Chính trị đã sớm quyết định mở chiến dịch Huế Đà Nẵng, gối đầu. Quân ta ao ao như thác đổ, kiên quyết đập tan quân địch tại đây, không cho chúng co cụm về Sài Gòn, nhanh chóng giải phóng quần đảo Trường Sa. Tiếp đến là chiến dịch Hồ Chí Minh được mở ra kế tiếp. Trong thế tiến công như vũ bão chè chè, 15 sư đoàn và mũi thọc sâu của quân ta thần tốc, bất ngờ, chắc thắng, tiến thẳng về Sài Gòn. Đến 10 giờ 45 phút, xe tăng ta húc tung cánh cổng và quân ta đã xông lên cắm lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trên Dinh Độc Lập. Bắt sống toàn bộ thống soái của địch, chiến dịch Hồ Chí Minh giành toàn thắng. Thắng lợi rất lớn đó đã tạo ra đột biến về chiến tranh. Từ thực tiễn chiến đấu đến lý luận quân sự, đã được tướng Hoàng Minh Thảo khái quát. Mưu cao nhất là mưu lừa địch, kế hay nhất là kế điều địch, thế tốt nhất là thế chia cắt địch, thời đẹp nhất là lúc địch ít phòng bị. Mưu sinh ra kế, thế đẻ ra thời, đánh bằng mưu kế, thắng bằng thế thời. Theo ông, kế hoạch tác chiến càng công phu kỹ lưỡng bao nhiêu thì thắng lợi càng dễ bấy nhiêu. Thế trận càng phức tạp thì tình huống diễn ra càng giản đơn, và ông coi đó là biện chứng pháp trong nghệ thuật chỉ huy cũng như trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh. Sau năm 1975, tướng Hoàng Minh Thảo được tiếp tục phân công vào công tác đào tạo cán bộ quân đội và giữ chức Viện trưởng Học viện Lục quân Đà Lạt từ năm 1976 đến năm 1977, Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao từ năm 1977 đến năm 1989, nay là Học viện Quốc phòng Việt Nam. Năm 1987, ông kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Năm 1990, ông tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và nghỉ hưu vào năm 1995. Với những đóng góp to lớn của mình, ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cùng với nhiều huân chương cao quý khác và được phong học hàm giáo sư, danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Hơn 60 tuổi Đảng, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông đều luôn giữ vững danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, sống một cuộc đời trong sạch, giản dị, sâu nặng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tình quê hương làng xóm, người đảng viên gương mẫu luôn học tập, rèn luyện và tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ông thật sự là một vị tướng thao lược của nhân dân. Ngày 8 tháng 9 năm 2008, do tuổi cao sức yếu, ông đột ngột từ trần, để lại lòng tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng chí và đồng đội. Thượng tướng, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo mất đi là một tổn thất cho quân đội, cho đất nước và cho nền khoa học quân sự Việt Nam. Tưởng nhớ công lao và noi gương ông về việc học tập và tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, cầu mong ông được an nghỉ ngàn thu, nơi cõi vĩnh hằng. Vị tướng tài ba Hoàng Minh Thảo đã để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của bạn xuống phía dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử.